Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiền. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh mới tiếp tục dồn xuống nước ta, khiến cho khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, tiếp tục duy trì trạng thái mưa nhỏ kéo dài cả ngày. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa nhỏ trên diện rộng, sẽ làm cho nền nhiệt đêm nay ở Bắc Bộ giảm thấp. Các tỉnh vùng núi và Trung Du, nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn từ 9 đến 11 độ. Vùng núi cao, nhiệt độ giảm xuống dưới 8 độ. Độ ẩm cao cùng với nhiệt độ giảm nhẹ, khiến cho cảm giác rét buốt tiếp tục duy trì. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, giảm xuống chỉ còn từ 13 đến 16 độ. Có nơi rét đậm rét hại ở vùng núi. Còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ cao hơn cũng chỉ dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên là hai tỉnh không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên trong ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao từ 23 đến 26 độ. Dự báo đến ngày 13 đến ngày 17 tháng 1 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta, làm cho nhiệt độ ban ngày khu vực miền Bắc có thể giảm mạnh, tình trạng rét lạnh, rét đậm khi về đêm và sáng sớm. Lưu xuống khu vực miền Trung, dưới tác động của không khí lạnh, mưa đã xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ. Sau đó, đến chiều tối, mưa sẽ lan xuống các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Với những lượng mưa không lớn nhưng nó cũng làm cho nhiệt độ miền Trung giảm đi. Đến tối và đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, nhiệt độ giảm thêm. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Khu vực Nam Trung Bộ từ 19 đến 22 độ, trời sẽ lạnh. Đến trưa chiều mai, tại khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 19 đến 23 độ. Khu vực các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, trời có mưa, đang xen với nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, trời nắng với nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nắng ấm suốt cả ngày cho đến 3 ngày tới, nên nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì ở mức cao. Khu vực Tây Nguyên với mức nhiệt từ 27 đến 30 độ. Còn tại khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Miền Tây trời dễ chịu hơn nên nhiệt độ cũng tăng lên mức từ 32 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Hôm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Gió đông bắc trên vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, cũng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động. Còn các vùng biển khác còn lại như từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.